Xin kính chào tất cả các anh em. Thì hôm nay tôi mới bứng số cây phôi Linh Sam 86 các bạn. Thì cái gốc của nó rất là lớn. Trung bình thì nó khoảng hoành cỡ tầm 20 đổ lên. Thì các bạn muốn biết hoành 20 trở lên bao nhiêu thì các bạn một gang tay của mình là 20 hoành đó các bạn, 20 cm. Thì các bạn bóp vô cái gốc cây, nếu mà nó khít chí mí hai ngón tay với nhau thì có thể là nó hoành khoảng 20. Nếu mà hai cái cổ tay, cái bàn tay mình bóp vào mà nó hở ra thì nó trên 20. Nó đơn giản vậy thôi. Thì mấy gốc linh sam này loại 86 trồng cũng đã lâu, khoảng 2 năm mấy, gần 3 năm. Và cái thân của nó thì lộn xộn, bạn có cây lớn và nhỏ, nói chung là nó cũng lớn không đều. Thì hôm nay anh em nào mình có nhu cầu thì liên hệ với tôi qua số điện thoại để tôi gửi bưu điện cho anh em mình. Thì anh em mình cứ liên hệ đi, thì cái giá dao động khoảng 250 đến 300 nghìn một cây. Thì tôi gửi đi khắp nơi, thì ở đâu cũng gửi được. Các bạn thì mua đi, còn cái chuyện giao hàng thì cứ bưu điện, đừng có lo chuyện đó. Rồi, chúc mấy anh em mình giờ sức khỏe. Bữa nay chắc qua bão rồi, thì trời cũng đã yên ắng trở lại rồi.